Hiện tại mình phát hiện cá dưới đây khá nhiều luôn các bạn. Cái dòng chảy nha, trên có một cái con kênh, nước chảy cá nó xuống, nó theo cái dòng nước quá trời luôn. Ồ, nhiều lắm các bạn ơi, bơi nó bơi cũng mấy bờ này. Còn cá to không, nó bơi ở ngoài này các bạn. Ồ, nổi ngoài kia không? Đây, cá chép to các bạn, khá là to luôn. Ôi, nó lặn nổi. Dính này các bạn. Ồ, nó kéo. Ôi, cá chép to. Kéo rồi các bạn. Vào đây, vào đây. Ôi, nó kéo. Ủa, kéo các bạn. Vẫn còn còn nhiều, nó chạy hết rồi. Ủa, nó kéo qua đây. Kéo qua đây. Ôi, ra suốt ngoài sông luôn rồi. Ủa, lâu các bạn. Bây giờ mình kéo vào. Bắn một con. Đây, còn bao nhiêu nó chạy hết rồi. Ui, nó kéo mạnh. Cá này to à. Nó bị mạnh quá các bạn. Nó mà các bạn. Ồ, bắn con còn như cá nó xuống hết rồi các bạn. Nó đi theo cái dòng chảy nó xuống hết luôn. Ồ, cá bị mạnh ghê luôn. Này nó còn mạnh hơn mấy cá chấm to mấy chục cân nữa. Ôi, cái gì kìa các bạn. Mạnh quá trời mạnh luôn. Ôi, kéo. Nó xa. Vậy. Kéo. Mạnh ghê luôn. Ồ, nổi dưới sông quá. Ôi cá. Ôi cá. Cá to mấy cân á. Ôi, nổi dưới sông các bạn. Ôi. Ôi cá. Ôi.
Nặng ghê luôn. Ồ nó nặng. Ồ nổi rồi. Ồ trời ơi cá. Kéo nó ghì giờ này nó chưa chịu vào nữa, nặng ghê luôn. Ồ nó nặng, cá to ghê luôn. Ủa, kéo nó lâu, nó nặng mà kéo nó lâu. Nặng. Ôi ôi trời trời con cá. Ôi ôi. Cá to. Ôi ôi nổi nữa các bạn ơi. To. Ủa vậy rồi trời ơi. Ui cá. Lâu quá không vào bờ luôn, không chịu vào bờ luôn. Trời ơi trời ơi trời cá. Ủa cá quá to. Ôi trộn cá. Bị mạnh ghê luôn. Ôi dài. Ôi cá. Lên này lên này lên. Sắp vào bờ rồi. Cá to. Ôi trời trời cá à, cá to lắm các bạn. Ủa mạnh. Ủa cái gì. Ôi trời ơi cá gì khỏe rê luôn. Ôi cá. Ôi ôi nặng. Ôi mình kéo con cá mệt luôn. Ôi trời ơi. Ôi cá các bạn to. Ôi cái gì. Ôi cá to. Ôi cá. Ôi cá to. Ôi cá. Ôi giờ nó bò bò các bạn. Ôi cá các bạn. Ôi to. Ôi cá. Ủa quậy. Ủa nó quậy. Nó quậy quá vậy quậy. Ôi con cá. Ôi các bạn ôi con cá.
Nó to mà nó mập nữa. Cá. Cá nữa các bạn, to à? Ôi to ghê luôn. Mình kéo qua đây coi mình bắt nó được hay không. Mình dời qua đây, vị trí bên kia đi. Hiện tại mình đã đi xuống các bạn. Thì mình kéo con cá vào. Nó chưa mệt nữa, nó còn ấy quá, còn khỏe quá. Mình cố gắng mình cho nó vào. Chạy qua đây nữa, chạy qua đây nữa. Cá to. Cá to ghê luôn các bạn. Mấy cân luôn á, cá này tầm mấy chục cân á. Ôi ôi nó quậy, ôi cá nó to mà nó mập ghê luôn. Cá nó to. Quá trời. Rồi, giờ mình sẽ bắt nó lên ha. Nó đã mệt rồi. Rồi, bây giờ cá đã mệt rồi, mình sẽ kéo con cá này lên nha. Cá to các bạn ơi. Ôi. Thủy quái. Ủa, cá chép. Ôi các bạn à, con cá. Giờ hiện tại nó còn mạnh quá. Bây giờ mình đưa máy xuống một chút xíu nữa. Đây cá chép các bạn ơi, to à. Mạnh quá. Chết các bạn. To rồi. Ôi thủy quái. Ôi cá chép. Ôi cá chép. Đây các bạn.
tới giờ mà còn mạnh ghê luôn. Ôi cá chép. Ôi cá chích tầm 10 cân các bạn, to nặng ghê luôn, mập mà. Này cái bụng nguyên là một cái bụng trứng nè. Ôi cá to ngon ha, nhìn thấy mập mập ngon ha. Cá này ăn thì khá là ngon rồi, xong này nó lớn rồi, cá nó sạch ăn rồi khá ok đó. To. Nhìn cá mà mình cũng muốn thèm luôn á. Cái này chắc mình mang về làm quà cho mấy anh chị quá. Quá to. Rồi, bây giờ mình xin tạm dừng cái video tại đây, tại vì hiện tại bây giờ là trời sắp tối rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.